Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha. Cả nhà sáng nay Linh buổi sáng nay Linh siêng cả nhà. Sáng nay Linh ra Linh làm bánh sớm. Tại vì hôm qua đó Linh làm bánh chuối chiên đó. Còn lại một Linh chiên không hết bột đó. Với còn lại một ít chuối cái Linh sáng nay cái Linh rảnh là cái Linh làm cái thêm cái bánh chuối hấp ăn cả nhà. Linh chọn thêm bột với chuối Linh đập vô nè, cái Linh hấp hấp làm bánh chuối. Linh hấp trong cái dĩa, Linh không có cái xửng hấp, Linh lấy cái dĩa chụm chụm là Linh bỏ vô Linh hấp luôn. Linh hấp mà được dĩa với cái tô. Mà sáng Linh đi chợ Linh quên mua nước cốt cả nhà. Linh hấp bánh là Linh để đây một chút cái Linh đi rước con Linh cái Linh ghé chợ Linh sẽ mua nước cốt về thắng ăn. Cái bánh chuối hấp này cả nhà. Giờ phần bánh này mình để qua một bên đi. Bây giờ quay qua làm cơm ăn cả nhà. Cơm thì hôm nay Linh sẽ làm hai món, món xào và món chiên cả nhà. Sáng Linh đi chợ Linh mua mực nè. Linh mua được hai con mực nang. Hai con này cũng bự lắm á cả nhà. Cái đầu bự nè. Mình nó cũng bự nữa. Linh làm sạch đây nè. Linh đi mực này Linh đi xào xào khóm khóm với cải cả nhà. Nè Linh xào một trái khóm nè với bắp cải với nửa củ cà gót với bắp cải đó còn đó, rồi Linh xào chung luôn với khóm luôn. Với thêm một món nữa là cá muối chiên. Cá này hôm qua Linh mua cá lưỡi châu đó, Linh muối xả ớt rồi nè, còn lại một ít đó rồi sáng Linh chiên ăn cùng với mực xào khóm luôn cả nhà. Bây giờ Linh sẽ đi sắt mực với khóm ra để xào. Linh sẽ đi chiên cá trước. Chảo bên đây Linh sẽ đi xào mực. Linh thấy tỏi với hành tím cũng thơm, bây giờ bỏ mực vô. Linh bỏ khóm luôn. Mực với khóm, mực với mai chín Linh bỏ khóm như xài chung với mực luôn. Linh nêm vào đây một ít bột ngọt, một ít đường, một ít muối hạt. Linh bỏ cà gót vô. Linh cho bắp cải vô. Bỏ ít hành lá luôn. Thêm miếng tiêu nữa. Món mực xào khóm của Linh cũng đã chín rồi. Kêu mực xào khóm đi. Cho nó dục. Cái nhà cơm trưa Linh cũng chuẩn bị rồi, bây giờ Linh mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Hai món đơn giản thôi nha. Mực xào khóm với
cá cá này cá lưỡi châu muối sả ớt chiên. Đây là tàu hũ hôm qua Linh ăn ăn lạc là còn cái Linh chiên chung luôn á, giờ Linh mời cái nhà ăn cùng với Linh nha. Tàu hũ hôm qua Linh chiên chiên sả ớt chiên. Cái rau mà mực nang con bự nhưng nó giòn. Em thích ăn cái cá lưỡi châu muối sả ớt chiên, tuy cá nó dẹp dẹp nhưng mà nó thịt lắm. Xào mực xào nó cũng ra nước quá nhỉ.
Bữa cơm trưa Linh đến đây cũng xin khép lại nha cả nhà. Cả nhà mà yêu mến kênh của Linh đó, giờ xem ủng hộ cho Linh nha cả nhà. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà.